Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 21 Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Các vị đồng học Xin chào mọi người Xin mời mở kinh Thập Thiền Nghiệp Đạo Trang thứ bảy Điếm ngược hàng thứ hai Phục thứ Long vương Nhược ly vọng ngữ Tức đắc Bác chủng Thiên sở tán pháp Hà đẳng vi bác Nhất khẩu thường thanh tịnh Ưu bác hoa hương Hôm qua tôi dẫn đến chỗ này Chúng ta xem tiếp câu thứ hai đây đều là nói quả đức nhị vi chư thế gian chi sở tín phục cổ nhân thường nói nhưng vô tính Tắc bất lập trong xã hội ngày xưa của trung quốc đối với chữ tính vô cùng xem trọng ngũ thường thường là thường hằng là nhất định không thể mất đi cho nên ngũ thường còn gọi là thường đạo cũng chính là đạo lý cơ bản làm người nhân lễ nghĩa trí tính Trong Phật Pháp Đối với chữ tính này Cũng vô cùng xem trọng Trong tịnh độ tông Có ba điều kiện là Tính nguyện hạnh Ba điều kiện Tính nguyện hạnh Không chỉ là tịnh độ tông mà bất luận tu học tông phái nào bất luận là pháp môn nào đều không thể thiếu đặc biệt là tính trong đại kinh đại luận phật nói rõ tính vi đạo nguyên công đức mẫu ý nghĩa của lời nói này là tính là gốc để vào đạo. Có thể sanh công đức, cho nên tính gọi là công đức mẫu, ý nghĩa của mẫu là năng sanh. Hiện nay ở nước ngoài. Người thường đi nước ngoài có lẽ đều nhìn thấy người nước ngoài hiện nay đều dùng thẻ tín dụng. Nếu như bạn không có tín dụng Thì ở trong xã hội đó bạn sẽ rất khó sinh tồn Xã hội phát triển Tương lai có thể sẽ không dùng tiền mặt nữa Mà hoàn toàn dùng thẻ tín dụng Cho nên người nước ngoài vô cùng xem trọng Đối với việc làm thế nào Bảo vệ chữ tín của mình Họ xem trọng tính là gì lợi còn nhà phật nói tính là gì đạo nếu như bạn thường xuyên vọng ngữ thì lời nói của bạn không đáng tin chúng ta tiếp xúc với người Người khác có vọng ngữ đối xử với chúng ta hay không Thì sự quan hệ không lớn Chúng ta bị lừa một lần Bị lừa vài lần liền học được bài học Thì sẽ không bị lừa thêm lần thứ ba nữa Điều quan trọng nhất là Bản thân chúng ta Có nói vọng ngữ hay không chúng ta có lừa gạt người khác hay không? trong xã hội hiện nay, vọng ngữ đã trở thành một thói quen. vì sao vậy? chỉ có dùng vọng ngữ mới có thể bảo vệ mình, để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn không thể không nói vọng ngữ. Tuy nhưng bạn có nghĩ đến quyền lợi của mình Rốt cuộc được bao nhiêu hay không? Vô cùng có hạn Mà sự tổn thất của bạn thật là quá lớn quá lớn Cho dù bạn nói vọng ngữ để có được cả trái đất này Bạn vẫn không thể tránh khỏi sanh tử luân hồi vì bạn vọng ngữ nên chắc chắn không thể thoát ra khỏi tam giới chắc chắn không thể giảng sanh tịnh độ điều này nếu như bạn đem so sánh thì tổn thất của bạn lớn biết bao cho nên chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật cho nên luôn luôn tùy thuận tập khí phiền não của mình Người hiện nay không biết ăn nói Chúng ta cũng không nên trách họ Vì không có người dạy họ Trên Kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy rất hay Ngày muốn chúng ta Một người hiểu biết thật sự Nên thông cảm cho tất cả chúng sanh Trong xã hội hiện nay Trong Kinh Phật gọi họ là kẻ đáng thương xót Vì sao vậy? Tiên nhân bất thiện Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Thù vô hóa giả Người rõ lý Tuy không la rầy của trách họ Nhưng họ không thể không chịu quả báo Bản thân họ tạo nghiệp nhân này Nhất định có quả báo nhưng duyên quả báo không ai có thể thay thế được điều này ở trong kinh luận đại tiểu thừa nói quá nhiều nên lời nói của chúng ta không thể không cẩn thận cho dù là bạn có thiện tâm thiện ý nhưng bạn nhất định phải hiểu rõ là người nghe có thể thể hội được thiện tâm thiện ý của bạn hay không có rất nhiều chỗ thiện tâm thiện ý của bạn sau khi người ta nghe xong sẽ sanh ra hiểu lầm họ nói bạn là ác tâm ác ý trong kệ khai kinh có câu nguyện giải như lai chân thật nghĩa Nói thì nghe rất dễ Chúng ta tu học Sở dĩ không thể thành tựu Thật lòng mà nói là Do chúng ta hiểu lầm Hiểu sai đi ý nghĩa chân thật của Như Lai Hiện tượng này thật là quá nhiều Phật chúng ta trong đời sống thường ngày qua lại giữa người với người ý của người khác chúng ta cũng thường hay hiểu sai đến khi mình biết sai thì đã không kịp nữa rồi cho nên nói năng không thể không cẩn thận không thể không học tập Phật chỉ dạy chúng ta một nguyên tắc. Nguyên tắc này vô cùng quan trọng, đó chính là thành thật. Thành thật chính là không vọng ngữ. Nói năng phải có chừng mực. Nhất định phải nhìn xem tình trạng hiện thực chung quanh. Để người nghe không sinh ra hiểu lầm Cho nên lời nói thành thật Là điều mà người thế gian tin Người thế gian tôn trọng Tam phát ngôn thành chứng vì người khác tin bạn thành thật tin bạn không vọng ngữ cho nên họ luôn luôn trích dẫn lời nói của bạn cách nói của bạn để làm chứng giống như chúng ta thường hay trích dẫn kinh điển làm chứng vậy trích dẫn lời của đại đức xưa nói để làm chứng vì họ không vọng ngữ đây là loại thứ ba mà chư thiên xưng tán phát ngôn thành chứng nhân thiên kính ái tứ thường dĩ ái ngữ an ủi chúng sanh chúng sanh bởi do mê hoặc tùy thuận phiền não tùy thuận tập khí tạo tác đủ thứ bất thiện cho nên được quả báo bất thiện thường xuyên sống trong cảnh khổ nạn khổ nạn này không phân giàu nghèo quý tiện có rất nhiều người địa vị rất cao tiền của rất nhiều nhưng mà đời sống vô cùng đau khổ sau khi có địa vị cao rồi thì bạn bè cũng không còn nữa bạn bè không dám đến gần họ tìm bạn bè để nói chuyện cũng tìm không ra có tiền của quá nhiều rồi thì họ từng giây từng phút đề phòng người khác hãm hại cho nên ra khỏi cửa họ cũng phải nhờ rất nhiều vệ sĩ đi lại không tự do bạn bè tri kỷ thực sự không còn nữa người mà ta gặp gỡ ta đều đề phòng họ đến tìm ta có mục đích gì có ý đồ gì cho nên thực sự đã trở thành một người cô đơn lẻ loi người giàu có có cái khổ nạn của người giàu có người bần tiện có cái khổ nạn của người bần tiện nói đến khổ nạn thì mọi người đều giống nhau chỉ có bồ tát có thể giúp đỡ họ bồ tát ở thế gian chẳng mong cầu gì cả không tranh với người chẳng cầu gì ở đời loại người này bồ tát có thể dùng ái ngữ để an ủi họ ái ngữ là lời nói yêu thương họ không nhất định là dễ nghe đối với họ có lợi ích thật sự thì đánh họ mắng họ đều là yêu thương họ đạo lý này chúng ta phải hiểu đây là có tâm yêu thương thật sự trong xã hội ngày nay có lẽ chỉ có cha mẹ đối với con cái là còn có tâm yêu thương còn có ái ngữ thầy cô đối với học trò cũng chưa chắc có giữa bạn bè với nhau là càng khó cho nên chúng ta ngày nay sống trong thế giới bi thảm luân lý đạo đức toàn bộ mất hết rồi đây là thời đại đại loạn trong thời đại này chúng ta được xem là may mắn vì trong đời quá khứ đã có tu một chút thiện căn phước đức nên trong đời này còn có thể nghe được phật pháp còn biết phát tâm tu hành đây là điều vô cùng hy hữu khó gặp chúng ta nhất định phải gìn giữ một niệm thiện tâm này của mình Muốn gìn giữ một niệm thiện tâm của mình Thì nhất định phải nhận cho rõ Thế gian này rốt cuộc có tai nạn hay không? Mọi người tự mình xem Bạn có thể thông đạt hiện tượng của xã hội Tức là cố nhân gọi là thấm nhi minh chi bạn liền hiểu rõ ngay kiết hùng họa phước rõ như lọc bàn tay <laughs> giữa người với người thật sự đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tính thì bạn ở đâu cũng có thể nhìn thấy xã hội này thời đại này là có phước nhà phật gọi là phước địa phước thành nhân là nhân từ nghĩa là đạo nghĩa lễ là lễ tiết trí huệ lòng tin thì cái xã hội này có phước ngược lại nếu như không có nhân từ không có đạo nghĩa vô lễ vô trí vô tính thì xã hội này nhất định có hung tai bạn bình lặng mà quan sát thật kỹ trước tiên hãy xem từ trên lịch sử nhìn lại quá khứ xem các đời thịnh trị mà trong lịch sử đã nói tức là thiên hạ đại trị xã hội ổn định thế giới hòa bình bạn thử xem xã hội đó có hiện tượng gì lại xem tiếp thời đại loạn động trong quá khứ vào lúc đó xã hội nhân sự lại có hiện tượng gì chúng ta xem là quá khứ quá khứ là chiếc gương soi rồi lại xem hiện tượng xã hội trước mắt thì liền biết ngay tôi thường nói gốc của sự loạn trị kiết hung họa phước của xã hội là ở gia đình tổ chức cơ bản của xã hội này là gia đình nếu gia đình bị phá vỡ rồi thì xã hội vĩnh viễn sẽ không thể nào được an định hạt nhân của gia đình là vợ chồng trước đây vợ chồng là sự kết hợp của đạo nghĩa có ân có nghĩa có tình có ái hiện nay bốn chữ này không còn nữa hiện nay chúng ta thấy vợ chồng thông thường kết hợp là gì là lợi và dục bạn nói xem đáng sợ cỡ nào người nữ nhìn thấy người nam này có tiền có thế lực đây là lợi người nam nhìn thấy người nữ này dáng vẻ thật xinh đẹp đây là dục không có ái rồi xã hội này có nguy không ngày nay có rất nhiều người nói vợ chồng kết hợp là ái tôi nghe thấy liền lắc đầu bạn đâu có hiểu được ái là gì không có cái không có này là không có người dạy họ cho nên họ không biết sự kết hợp của xã hội hiện nay từ tổ chức cơ bản gia đình đến cả quốc gia thế giới đều là một chữ lợi và một chữ dục mà nghĩ xem có nguy không được mấy người thấy rõ nghiệp nhân quả báo ở trong đây lại có được mấy người chịu quay đầu Nhà Phật thường nói quay đầu là bờ. Trong chúng ta một người quay đầu thì một người được đổ. Hai người quay đầu thì hai người được đổ. Mọi người không biết quay đầu thì bản thân chúng ta phải biết quay đầu để không phụ lòng sự giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tu hành Bắt đầu tu từ đâu chị? Người xưa thường nói Tu hành bắt đầu từ không vọng ngữ Ngủ Đắc thắng ý lạc Tam nghiệp thanh tịnh Thắng ý lạc Nhà Phật gọi là Pháp hỷ sung mãn Nhà nho gọi là Bất diệt duyệt hồ Chữ duyệt đó là thắng ý lạc Nghĩa là không phải kích thích từ bên ngoài Mà là niềm hạnh phúc sanh ra từ trong nội tâm Giống như nước suối vậy Nó không phải từ bên ngoài đến Đây gọi là pháp hỷ Đây là lạc đạo cho nên tam nghiệp thanh tịnh là lạc rồi tam nghiệp thanh tịnh trong kinh vô lượng thọ thế Tôn khai thị cho chúng ta thiền hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá thiền hộ thân nghiệp bất thất luật nghi thiền hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm ba nghiệp này Triển khai chính là thập thiên nghiệp đạo Thập thiên nghiệp đạo bạn thấy đều làm được rồi Thì bạn sẽ được thắng ý lạc Trong kinh luận thường nói Thường sanh tâm quan hỷ Quả báo này bạn thật sự đạt được Chư Phật Bồ Tát đạt được Các tổ sư Đại Đức cũng đạt được Người thật sự Thọ trì Đọc tụng Vì người diễn nói Y giáo phụng hành Đều đạt được Chỉ cần chúng ta chịu làm Là có thể đạt được đây là sự thật loài hỷ lạc này có thể tiêu trừ tất cả phiền não nghiệp tập thiên tai nhân họa đều có thể tiêu trừ đây là đức của ba nghiệp thanh tịnh chúng ta có thể thấy lời nói quả thật là vô cùng quan trọng các vị đồng học tối hôm qua chúng tôi tiếp nhận lời mời của hiệp hội quy y hồi giáo có rất nhiều đồng tu chúng ta cũng đi cùng họ có hỏi một số vấn đề tôi giải đáp cho họ các bạn nghe xong thấy thế nào có vừa ý hay không trong kinh đại thừa phật đã nói với chúng ta một nguyên tắc cao nhất đó là nhập bất nhị pháp môn bất nhị pháp môn trong kinh pháp hoa gọi là Phật tri Phật kiến Trong tông môn gọi là Minh tâm kiến tánh Các vị thử nghĩ thật kỹ Nếu như Hồi giáo với Phật giáo là nhị Thì bạn không thể vào cửa rồi Thế xuất thế gian là nhị Bạn cũng không thể vào cửa Ta với người là nhị Cũng không thể vào cửa Bất nhị chính là nhất Là nhất chân Pháp giới Cho nên đã có nhị Thì cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này Liền biến thành thập Pháp giới Biến thành vô lượng vô biên Pháp giới Đến khi nào bạn có thể trở về đến bất nhị Trở về đến nhất thì vấn đề này liền được giải quyết ngay đây là nhập phật dị sự khác biệt giữa phật với chúng sanh là chỗ này cho nên tu học mà nắm vững được nguyên tắc thì tiến bộ rất nhanh đi ngược lại nguyên tắc thì không thể vào được cửa cho nên Phật nói tánh tướng bất nhị Nhân quả bất nhị Sanh Phật bất nhị Tự tha bất nhị Vũ trụ nhân sinh tất cả dạng Pháp đều là bất nhị Nhất định phải hiểu được nguyên lý nguyên tắc này chúng ta tiếp tục thảo luận nhược ly vọng ngữ tức đắc bác chủng thiên sở tán pháp trong bác chủng thì năm loại phía trước chúng ta đã nói qua rồi bây giờ chúng ta bắt đầu xem từ loại thứ sáu Xem Kinh văn trang thứ 8 Hàng thứ hai chữ thứ hai Lục Ngôn vô ngộ thức Tâm thường quan hỷ Một người không vọng ngữ Thì lời nói của họ Sẽ không có lỗi lầm Vì sao không có lỗi lầm gì Họ có trí huệ Thường xuyên vọng ngữ Là phiền não Làm chủ Tập khí làm chủ Cho nên sai lầm luôn là Điều không tránh khỏi Người thành thật Tâm địa chân thành thanh tịnh Không lừa gạt chúng sanh Không có vọng ngữ Thì người này thường khai trí huệ người thường khai trí huệ thì lời lẽ đương nhiên sẽ không có lỗi lầm tâm thường quan hỷ trong phật pháp nó là thường sanh tâm quan hỷ niềm hạnh phúc này là một nhân tố tối quan trọng đối với sức khỏe thân tâm người xưa thường nói người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái nếu người mà gặp phải chuyện buồn thương đau khổ thì sức khỏe thân tâm sẽ bị tổn thương rất lớn người đa sầu thì chắc chắn nhiều bệnh Người tạp niệm nhiều Thì chắc chắn không khỏe mạnh Người khỏe mạnh Nhất định là thường sanh tâm quan hỷ Thường xuyên có vẻ mặt u sầu Người này nhất định không khỏe mạnh Cho nên lìa vọng ngữ Thì được lợi ích rất nhiều Thất Phát ngôn tôn trọng Nhân thiên phụng hành Một người thành thật đáng tin Thì những lời mà họ nói ra Mọi người đều tin tưởng Đều không nghi ngờ Ở chỗ này nói rất hay Không những người không nghi ngờ Mà chư thiên nghe thấy cũng oan hỷ Thiên thần Thứ bậc cấp cao Cấp thấp Rất nhiều trong Phật pháp nói, tên kinh Phật thường nói có 28 tầng trời. Thiên nhân cấp cao có năng lực ngũ thông rất mạnh. Họ có năm loại thần thông, trong lục thông thì họ không có lậu tận thông ngoài lậu tận thông ra những thần thông khác họ đều có như thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tâm thông trong tâm bạn nghĩ gì họ đều biết gọi là tha tâm thông túc mạng thông thần túc thông thần túc thông là biến hóa họ chỉ không có lậu tận thông mà thôi lậu là phiền não họ chưa đoạn hết phiền não tức là nói vọng tưởng phân biệt chấp trước họ chưa đoạn sạch sẽ thế nhưng họ không thể so với người ở trên nhưng so với người ở dưới thì công phu của họ thù thắng hơn chúng ta thì càng không thể so sánh với họ vì giọng tưởng phân bị chấp trước của chúng ta quá nặng cho nên căn bản là không thông giọng ngữ là phiền não nghiêm trọng cho nên xưa nay tổ sư đại đức khuyên người tu hành đầu tiên phải là đoạn vọng ngữ những phiền não khác thì dễ dàng đoạn vọng ngữ không đoạn được thì chắc chắn tập khí vọng tưởng của bạn một điều cũng đoạn không nổi thứ phiền não này không ngừng hoạt động ngày ngày vẫn đang tăng trưởng tập khí phiền não của bạn đang tăng trưởng nó không dừng lại ở ngay chỗ đó sự thật là không tiếng ác lùi Cho nên Thiên nhân đều tôn kính Thiên nhân cũng biết phụng hành Câu sau cùng Bác trí huệ thù thắng Vô năng chế phục Đây chính là nói biện tài vô ngại biện tài vô ngại có phải là do học mà có phải không không phải biện tài vô ngại là thuộc về quả báo quả báo này là từ trí huệ sanh ra chúng ta nhất định phải hiểu rõ phiền não nhẹ thì trí huệ liền tăng trưởng hay nói cách khác phiền não nặng thì trí huệ sẽ giảm phiền não nhẹ trí huệ liền tăng trưởng chúng ta muốn khai trí huệ thì không thể không đoạn phiền não trí huệ thù thắng thì biện tài vô ngại vô năng chế phục Vô năng ở đây là những ai vậy? Là người chưa đoạn tập khí phiền não Họ không có năng lực biện luận với bạn Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Ngài muốn độ ngoại đạo trong Kinh Phật nói Xã hội vào thời đó Có 96 loại ngoại đạo nổi tiếng Nói ngoại đạo Không phải là Hủy bán người Không phải hạ thấp người Định nghĩa của hai chữ ngoại đạo này Trong Kinh Phật nói với chúng ta rất rõ ràng Câu Pháp ngoại tâm gọi là ngoại đạo chúng ta tự mình phải kiểm điểm phải phản tỉnh lại thật kỹ chúng ta có phải là cầu pháp ngoại tâm hay không nếu như cầu pháp ngoại tâm thì đó là ngoại đạo chữ ngoại đạo này trong nhà phật có thuật ngữ gọi là môn nội ngoại là ngoại đạo trong cửa phật tuy học phật quy y thọ giới rồi mà vẫn cứ cầu pháp ngoài tâm hay nói cách khác đối với kinh điển của phật không hề thâm nhập không hiểu rõ nghĩa lý của kinh giáo niệm niệm vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài đây đều là ngoại đạo cho nên ý nghĩa của ngoại đạo thật rộng vô cùng ngược lại với ngoại đạo là nội học phật pháp bắt đầu học từ đâu vậy bắt đầu từ bên trong bên trong là tâm tánh hay nói cách khác bên trong là năng hiện, năng biến. Bên ngoài là sở hiện, sở biến. Năng hiện, năng biến là thật. Sở hiện, sở biến là giả. Bạn đi cầu ở phía giả đó thì bạn đến năm nào mới có thể thấy được đạo chứ? chữ thấy đạo này chính là bạn nhìn thấy tâm tánh tông môn gọi là minh tâm kiến tánh thấy tánh mới vào được cửa nhà phật thường nói nhập đại thừa chi môn mới vào cửa Khoảng cách đăng đường nhập thất Thì vẫn còn khá xa vời Việc vào cửa này Ở trong Kinh Hoa Nghiêm Chính là Sơ Trụ Bồ Tát Hoa Nghiêm là viên giáo Viên giáo Sơ Trụ Bồ Tát Mới vào cửa Hay nói cách khác Bồ Tát quả vị thập tính của viên giáo Vẫn chưa vào cửa Thế nhưng Họ đã đến gần rồi họ đang hướng về cửa lớn này không sai đường nhưng họ vẫn chưa đến được cửa lớn bước tiếp một bước nữa là sơ trụ bồ tát vẫn chưa vào cửa vẫn ở ngoài cửa đây là bồ tát thập tín vị cho nên nhà phật nói ngôi bậc vào cửa mới được xem là lấy được học vị. Cho nên Bồ Tát thập tính chưa có ngôi bậc, sơ trụ Bồ Tát trở lên mới có ngôi bậc. Từ đó cho thấy, Phật pháp là phải cầu từ bên trong, cầu ở nơi mình, không cầu ở người. sự thù thắng của phật pháp quả thật mà nói phương pháp nội chứng quá hay ngay thẳng vững chắc nó không dòng do trực tiếp dạy chúng ta chứng từ bên trong thế nhưng chúng ta vẫn luôn không hiểu được ý của phật không hiểu vì sao phật dạy chúng ta phương pháp như vậy thế là trong vô ý hay hữu ý tư tưởng ngôn hạnh của chúng ta Hoàn toàn tương phản với những gì Phật đã nói Đây là nguyên nhân đích thực Mà chúng ta không thể chứng quả Không thể vào được cửa Nếu như chúng ta hiểu được ý của Phật Biết đó là phương tiện thiện xảo của Ngài Như lý như Pháp tu học Thì ở trong một đời này Khế nhập cảnh giới không phải là gì khó Trở lại vấn đề hiện nay Phật dạy chúng ta không vọng ngữ Chúng ta có thể làm được không? Khó quá, không làm được Vô tình hay cố ý đã làm ngược lại Nguyên nhân gì không làm được vậy? Ngã không chịu quên Tôi nói lời chân thật là sẽ bất lợi đối với tôi Bạn thử nghĩ xem luôn có cái ngã ở trong đó thì cửa này không thể đột phá Trong Kinh Bát Nhã Phật nhiều lần nói với bạn Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Tại vì sao bạn vẫn cứ kiên cố chấp trước cái ngã vậy? Chư Phật Bồ Tát Tại vì sao dám nói lời chân thật Vì các ngài vô ngã hay nói cách khác không có lợi hại các ngài nói lời chân thật phạm phu chúng ta khởi tâm động niệm cái đầu tiên là có lợi hại trong đó cho nên tuy biết rõ mà vẫn phạm biết rõ mà vẫn phạm là ngu si là vô minh sự tổn thất của bạn thật quá lớn Còn lợi ích mà bạn đạt được thì quá nhỏ Bạn tổn thất ở chỗ nào vậy? Minh tâm kiến tánh Tổn thất bất trụ Bạn nghĩ xem tổn thất này bao lớn Cho nên nếu như chúng ta thật sự biết lợi hại được mất Thì bạn chắc chắn sẽ tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Đà Bạn xem trong Hồi giáo Tổng kết Hồi giáo chỉ có hai câu nói Thuận theo chân chủ cư xử hòa mục với người Đây là chính họ nói ra so với nhà phật nói không hề sai khác trong phật pháp chúng ta thường nói tùy thuận tánh đức còn họ nói là tùy thuận chân chủ không sai tánh đức chính là chân chủ chân là không giả chỉ có tự tánh là chân thật Chữ chủ đó của họ là chủ tể Chủ tể là gì? Chính là trong hoa nghiêm đó là Năng hiện, năng biến Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Hư không pháp giới Tất cả chúng sanh Đều cho tâm tánh biến hiện ra Nhà Phật gọi là tâm tánh Còn họ gọi là chân chủ tuy danh xưng khác nhau nhưng ý nghĩa là một cần gì thử nghĩ trong hư không pháp giới có biết bao nhiêu tộc loại khác nhau có biết bao nhiêu tôn giáo khác nhau có biết bao nền văn hóa khác nhau có biết bao phương thức sống khác nhau Toàn là tâm hiện thức biến Phật ở trong Đại Kinh Đã nói rất nhiều Xa lìa Tánh thức Thì không có một Pháp có thể được Cho nên trong Pháp tướng Duy Thức Tông nói Duy Thức Duy là độc nhất Là giống như tôn giáo của họ họ nói thượng đế duy nhất pháp tướng tổng nói tánh thức duy nhất cho nên bạn hiểu thông nó một chút thì đó chẳng phải là cùng một sự việc hay sao những chỗ khác nhau của chúng ta hôm qua tôi đã giải thích với họ là do tập quán sinh hoạt của chúng ta không giống nhau hoàn cảnh địa lý cư trú của chúng ta không giống nhau Người Singapore ở vùng nhiệt đới, người Siberia ở vùng hàng đới, phương thức sống không giống nhau. Ở đây đây mặc quần áo mỏng manh, ở nơi đó phải mặc quần áo da. Đây là hoàn cảnh địa lý không giống nhau, phương thức sinh hoạt không giống nhau, lịch sử văn hóa không giống nhau, khác nhau là ở chỗ này. chúng ta đến phương bắc chúng ta mặc quần áo này cũng không được cũng phải mặc quần áo dày họ đến nơi đây thì quần áo dày cũng phải thay ra để mặc quần áo mỏng đây chính là nhập gia tùy tục tù. khác nhau là ở những chỗ này đây là chuyện nhỏ là tiểu tiết không phải căn bản cái căn bản thì giống nhau mục đích là giống nhau Mục đích đều là muốn dạy chúng ta Sống được thoải mái Sống thật hạnh phúc Mục đích thì hoàn toàn giống nhau Thế mới hiểu được Tại vì sao giáo pháp không giống nhau Cách thức không giống nhau Tất cả đều có nguyên nhân Cho nên cái mà nhà Phật cầu không có gì khác là cầu trí huệ. Tuyệt để hiểu rõ thông đạt chân tướng vũ trụ nhân sinh. Trong kinh Bát Nhã nói là thực tướng các pháp. Người thực sự thông đạt hiểu rõ trong nhà Phật gọi họ là Phật đà. Gọi họ là Bồ Tát Trong những tôn giáo khác Gọi là Thần Gọi là Thánh Nhân Gọi là Sứ Giả của Thần Tuy tên gọi không giống nhau Nhưng thực chất không hề khác nhau Phật Pháp trọng thực chất Không trọng hình thức cho nên Phật Pháp rất dễ dàng câu thông với những tôn giáo khác Nếu như trọng hình thức Lơ là thực chất Thế thì rất khó câu thông Chúng ta phải nên hiểu rõ đạo lý này Trí huệ mở rồi Liền viên dung Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm 25 vị Bồ Tát nói Họ tu hành chứng quả là viên thông Bạn xem 25 vị ai nấy đều viên thông Cho nên vị nào cũng đứng đầu Không có đứng thứ hai Thông rất quan trọng Viên thông sẽ càng nhiều hơn Điều thứ 8 tôi đã nói ra rồi Nhược năng hồi hướng A nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả Hậu thành Phật thời Tức đắc như lai chân thật ngữ Đây là được Tướng hảo Trên quả địa như lai Chân thật ngữ của như lai Là từ nghiệp nhân Không vọng ngữ này Mà có được nếu như từ trên tướng mà nói liền được tướng lưỡi rộng dài của như lai đó là nói từ trên tướng được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật Vẫn dịch, Vọng tay cư sĩ, địa chỉ email, vòng tay cư sĩ, gmail com người đọc hạnh quan. phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật